nhà xây dựng mới mua về ở liền nè quý cô chú anh chị ơi. À, mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại anh chị em đang đứng trước một căn nhà à, trong hẻm 67 của đường Bà Bao Tân Thắng nha anh chị. Ngay chỗ khu vực à, ion Mall Tân Phú á. Nói à, từ đây ra ion cho anh chị đi khoảng tầm 3 phút thôi. Ha. Đường xá trước nhà thì cũng rộng rãi nha anh chị. em chị thấy đây ha. Nhà mình là nhà mới hoàn toàn. À, chủ nhà họ đang xây và đang trong quá trình hoàn thiện nội thất luôn anh chị mua về là có thể ở được liền nha chủ nhà mình hoàn thiện nội thất cho mình nha anh chị này nhà có diện tích là ngang có diện tích ngang cũng rất là hiếm nha anh chị hiện tại là ngang 7 m dài là 8 m ha đó, kết cấu hiện tại chủ nhà đang xây dựng là một trệt ba lầu nha anh chị đó, đó chủ nhà chưa cái sân ở dưới này thấy không sân ở chỗ khu vực để xe nè đây anh chị thấy không đó. thì chủ nhà họ cũng đang làm mấy cái phần như phần gỗ đó anh chị điện đèn bóng đèn này có đầy đủ hết rồi mấy cái phần gỗ này là người ta làm tủ gỗ này anh chị ha đó bếp cũng có kệ bếp nó nội thất cơ bản nha một tí lên trên anh chị sẽ thấy thì chủ nhà họ cũng có giường gỗ này kia cái đầy đủ nha anh chị gần như là hoàn thiện nội thất đó thì chủ nhà họ cũng đang có định để ở nhưng mà vì cũng vì lý do tài chính nên là chủ nhà bán đó anh chị thế rồi họ định là họ định setup đầy đủ hết là vào ở luôn anh chị nào không nhà mới xây luôn thợ còn đang hoàn thiện nên anh chị thấy không cái này thì chắc khoảng tầm mà uh, theo như mấy anh thợ nói thì chắc khoảng tầm 2 tuần hơn hai tuần nó là xong đó anh chị <laughs> anh chị nào quan tâm căn này á thì liên hệ trực tiếp cho em thấy số điện thoại bên dưới 0949 900 589 em hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị đó nè. Uhm. chị thì phòng uh, lầu 1 á sẽ có hai phòng ngủ nhà vệ sinh. Nói chung mỗi tầng sẽ hai phòng ngủ nhà vệ sinh. Đây lầu 1 hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh. Đó. Uhm. đó có tủ gỗ nè anh chị thấy không? Tủ uh, uh, tủ quần áo nè, uh, ống chờ máy lạnh nè, đầy đủ hết. Nó nhà vệ sinh đây. Rồi, thì mình lên lầu 2 nha. Uhm thì giá chủ nhà hiện tại đang mong muốn với mức giá cũng khá là tốt nha anh chị chỉ có 4 tỷ 700 triệu thôi diện tích là ngang 7 m dài 8 m kết cấu một trệt 3 lầu nha anh chị nó chỉ có giá 4 tỷ 700 triệu thôi một trệt 3 lầu đúng rồi lầu 3 là sân thượng nha anh chị đó đây, đây là lầu 2 nè lầu 2 cũng sẽ có hai phòng ngủ một nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì được ốp gạch cao lên nha đó đây phòng đó ok luôn nó có kệ bàn ghế đầy đủ nha cái này thì chủ nhà hiện tại là đang cũng trong quá trình setup anh chị nào mà à, vào thời điểm này đi xem ưng ý thì mình có thể trao đổi thêm với chủ nhà về cái phần à, nội thất này như anh chị nó thể thêm bớt hoặc là như thế nào đó tại vì nhiều khi à, anh chủ nhà anh về anh ở thì anh sẽ thiết kế theo cái cách của ảnh còn anh chị mình về thì mình ở thì mình sẽ thiết kế theo cách của mình một tí này đây có khoảng trên đây là cũng có cái phòng phòng này khu phòng giặt nè anh chị có thể cải tạo thành phòng nhà vệ sinh cũng được không để phòng giặt cũng được nhà có giếng trời sân thượng trước sau đầy đủ nha Đó, cái sân thượng rất là to anh xin cảm ơn anh chị đã xem hết video anh chị nào quan tâm căn này á thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha 0949900589 em hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị Nhà ngay chỗ đường bờ bao Thăng Thắng, gần Eon Mall Tân Phú, nè, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú nha anh chị. À, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.